Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có hai con nái, nó đã tiêu chảy 2 ngày, tự nhiên nó tiêu chảy các bạn, nó tiêu chảy rất là nhiều luôn. Mình đã tiêm một con 3 đến 4 mũi á mà nó vẫn chưa hết nha. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn một loại thuốc trộn tiêu chảy cho heo. Khi mà chúng ta chích con cầm á thì chúng ta sử dụng nó nha. Vậy bây giờ mình sẽ quay phân cho các bạn xem. Nó tiêu chảy đúng có hai con nái giống của mình thôi các bạn. Còn mà những con hậu bị ở đây lâu rồi á thì nó không tiêu chảy gì hết. Chỉ đúng hai con mới bắt về. Hôm nay nữa là nó được 21 ngày nha các bạn. Mấy con hai con này là bắt về 21 ngày nè. Mấy con này là mình chưa phối luôn nè. Con này tiêu chảy hôm nay nó là gần 3 ngày rồi nha. Tiêu chảy rất là nhiều luôn. Mình đã tiêm cho con này 4 mũi rồi nè. Mình tiêm sáng chiều mà nó vẫn chưa cầm nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dùng thuốc bột mình trộn cho nó nha. Mình sẽ dùng thuốc mạnh hơn mình đánh cho nó. Rồi mình kết hợp với tiêm luôn nha các bạn. Bây giờ mình quay phân cho các bạn xem nha. Đây nè bạn, cái con giữa này là cái con nái giống nè các bạn. Nó cái con bắt về sau nha, đây nó tiêu chảy nè. Các bạn coi trên thành cây luôn nè. Nè, coi trên thành này nè. Tiêu chảy nha. Những con khác ăn chung nguồn cám với nó luôn mà nó vẫn không tiêu chảy. Mà nó thì tiêu chảy nha các bạn. Mình hồi sáng là mình tiêm được nó một mũi rồi đó, chiều nay là mình chưa tiêm nè. Rồi, tiếp theo là qua đến con thứ hai. Ở đây nè, cái con nái giống này là mình tính phối nè, nhưng mà mình không có phối nè, nó tiêu chảy nè các bạn. Các bạn thấy phân những con khác không? Phân con khác là đi cục hết nha. Còn nó là nó tiêu chảy nước nhuyễn luôn các bạn. Con này là mình tiêm 4 mũi rồi nè, mình tiêm sáng chiều 2 ngày mà vẫn chưa cầm. Hôm nay thì mình sẽ dùng thuốc bột mạnh hơn mình điều trị cho nó luôn nha. Hôm nay là ngày 21 nè các bạn, mình dùng thuốc bột ngày 21 tháng 11 nè. Rồi mình xem là bao nhiêu ngày thì nó sẽ cầm nha. Mình kết hợp với chích luôn nha các bạn. Trường hợp những con tiêu chảy là các bạn dùng thuốc bột rồi các bạn kết hợp với chích luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trộn thuốc nha. Ở đây là mình chuẩn bị khoảng 700g cám nha các bạn. Các bạn dùng khoảng 700g cám nha. Khi nào mà nó ăn hết á thì các bạn sẽ cho nó ăn thêm nha. Ở đây là cái thuốc các bạn. Đây là thuốc nè. Habino hoặc là Gosulin hoặc là Bisalut thì ba cái tên đó thì nó cũng giống nhau thôi các bạn. Thành phần thuốc thì nó cũng giống hệt thôi. Bây giờ á 700g cám này á thì mình sẽ trộn 3 muỗng nha. Tại vì heo mình là heo to và nó còn khỏe mạnh, nó vẫn ăn uống bình thường. Mình sẽ trộn cái liều cao, mình sẽ dập cho nó để nó nhanh hết nhất có thể nha. Tại nó tiêu chảy là nó mất sức, nó xuống nhanh lắm các bạn. 1 muỗng, đây 2 muỗng. Đây 3 muỗng. Liều này là rất là đậm nha các bạn. Cái thuốc này á, theo nhà sản xuất công bố á, là dùng 400g là pha trộn với 1 tấn cám. Nhưng mà nếu mà mình trộn tay thì không bao giờ mà 400g mình trộn đều cho 1 tấn cám được các bạn. Mình phải trộn 700-800g, nhiều khi là cỡ ký mới trộn được 1 tấn cám nha. Cái thuốc này á, nó the, còn Gosulin thì nó hơi ngã về đắng. Cái thuốc này thì nó hơi the các bạn. Là mình trộn nè các bạn thấy không, nó đổi màu, nó đổi sang màu trắng luôn nè. Tại vì heo mình là heo lớn, năng mạnh. Còn ví dụ như những bầy heo con mà tầm chừng 20 mấy ký này nè, thì 1 ký cám này các bạn bỏ chừng 1 muỗng là được. Nếu mà nó ăn mạnh nữa thì các bạn có thể là tăng liều lên. Nó giống như cái con đó, nó tiêu chảy, nếu mà các bạn tiêm chích á, thì chích, còn các bạn không chích á, thì các bạn trộn như này nè, cho nó ăn 2-3 ngày nó cũng hết nữa. Bây giờ mình trộn đều, mình để xuống cho nó nha. Đây, ở đây nè các bạn lưu ý là cái máng mình nên sử dụng cám khô nha. Tại vì máng ướt là cái này nó dính theo thành máng nè các bạn. Giờ mình sẽ bỏ xuống cho con nái này nó ăn thử nha. Mình quay cho các bạn xem nó ăn nha. Thuốc này mình trộn liều này là đậm nha các bạn. Nếu mà mình trộn đúng liều lượng vừa thì mình trộn chưa tới 1 muỗng nữa. Còn này mình trộn 3 muỗng là mình trộn 1-2 cử ăn đầu, để cho nó đánh vô, để cho nó nhanh hết tiêu chảy nha các bạn. Tại vì nó tiêu chảy là nó xuống con heo, nên nó bị yếu liền. Nó ăn vô một tí thì nó hơi the the. Rồi tiếp theo thì mình đi cho con khác ăn. Rồi mà quay lại mình sẽ quay con này nó ăn được bao nhiêu nha. The đó các bạn. Nó ngước lên, nó ăn vô là lưỡi nó bị the. Rồi ở đây con thứ hai nè. Mình sẽ dùng 2-3 muỗng nha. Ở đây mình sẽ dùng 2 muỗng, mình giảm lại 1 muỗng. Con này nó tiêu chảy trước con đó thì nó hơi yếu hơn nha. Chích thuốc mà nó vẫn chưa cầm đó các bạn, chích 2 ngày liên tục luôn, sáng chiều mà nó vẫn chưa cầm nha. Rồi bây giờ mình sẽ để xuống cho con này nó ăn nè.
cái máng này nó bị gãy rồi, cái máy hàng mình chưa có hàng được nữa. Đây con này là mình tới tính phối giống nè, bắt đầu gần tới phối giống bắt đầu là nó tiêu chảy, nó bị xìu luôn nha. Giờ mình đổ cám cho nó ăn nè. Ở đây cái cây mà để chịu lại á, nó bị gãy rồi, mình chưa hàng lại, buộc dây chèo đỡ nha các bạn. Trong khi chờ con kia nó ăn á, thì bây giờ mình quay lại, quay con này nó ăn nè. Đó, nó vẫn ăn bình thường nha các bạn chọn liều cao nhưng mà nó vẫn ăn bình thường nha. Tại vì mấy ngày đầu á là nó không có sợ thuốc đâu, nó chưa biết cái gì đâu, nó chưa biết thuốc gì đâu. Còn nó ăn 2-3 cử tới á, nếu mà giống như vậy nữa thì nó mới ngán thuốc nha. Bây giờ mình ví dụ nha, đàn này là 20kg, có 20 con mà có 6-7 con nó bắt đầu nó nhóm tiêu chảy. Thì hồi lúc sáng các bạn cho ăn á, thì các bạn cho ăn ít thôi, cho ăn đói thôi. Chiều nay các bạn trộn thuốc, ví dụ như các bạn cho trộn vừa đủ ăn thôi. 20 con các bạn trộn 3kg cám với khoảng chừng 1 muỗng rưỡi đến 2 muỗng thuốc, tùy theo mà heo các bạn nó khỏe, nó dành ăn hay không. Nếu mà heo ăn yếu thì chúng ta trộn liều thấp, heo ăn mạnh thì chúng ta trộn liều cao. Tại vì heo ăn yếu á, nó mà tiếp xúc với thuốc á, là nó bị dội ăn các bạn. Còn mà heo ăn mạnh á, các bạn trộn đậm nó cũng vẫn ăn bình thường. 1-2 cử đầu là nó chưa có biết là thuốc đó là ăn ngán đâu. 1-2 cử đầu nó vẫn ăn bình thường nha. Rồi chúng ta trộn cho 3kg cám, khi nào mà nó ăn hết 3kg cám đó, nếu mà nó còn đói nữa thì chúng ta trộn 1-2kg nữa. Rồi buổi chiều á, chúng ta cho nó ăn trễ xíu đi, cho nó thiệt là đói đi, bắt đầu chúng ta trộn bỏ xuống là nó ăn hết nha các bạn. Đối với những liều thuốc mà khó ăn á các bạn, thì các bạn nên làm như vậy. Còn amoc á, thì các bạn trộn cử nào cũng được, tại vì amoc nó rất là dễ ăn. Còn thuốc này nó bị the nha, gòn gosulin visalut rồi đó, thì nó hơi đắng. Rồi một tí nữa mình quay coi nó ăn được bao nhiêu thì mình cho các bạn xem nha. Bây giờ mình đi vệ sinh cho nó sạch, rồi một tí nữa mình quay cho các bạn xem. Nãy giờ mình để vô khoảng chừng 7 phút nha các bạn. Nó ăn thì nó vẫn ăn bình thường nha, nhưng mà nó ăn rất là chậm luôn các bạn ơi. Nó bị the lưỡi á, the dữ lắm. Rồi con đằng này á thì nó cũng vẫn ăn bình thường nha. Nó cũng vẫn ăn nhai bình thường nè. Nhiều nó à, con này nó ăn còn mạnh hơn con kia nữa. Mình sợ nó ăn yếu hơn con kia mà giờ nó ăn cám còn ít hơn con kia nữa nè. Đây mình quay cám cho con này cho các bạn xem nè. Đó, con này 10 phần nó ăn nãy giờ mới tầm 3 phần thôi. Con kia là nó ăn khoảng 6 phần rồi đó. Giờ quay trở lại hai con heo tiêu chảy lúc nãy nha các bạn. Lúc nãy là bây giờ mình đã dội chuồng xong nè, nãy giờ là được khoảng 45 phút nha. Khoảng 45 phút là con heo này nó ăn cám khô các bạn là 7 phần. Ví dụ như nãy 700 gram thì nó ăn được khoảng 400 gram hoặc 500 gram rồi. Bắt đầu nó uống nước, rồi nước nó rớt xuống mà nó vẫn còn ăn nữa nha các bạn. Đó, nó vẫn đút mỏ vô nó ăn bình thường nha. Rồi con bên đây lúc nãy cũng 700 gram thì để xem coi nó ăn còn được bao nhiêu nha. 700 gram á, thì ở trong đây chắc còn chừng 250-300 gram thôi các bạn. Là nó ăn khoảng chừng 400 gram, 500 gram nha. À, mình cứ để đây đi, tối nó đói bụng á, thì sáng nó sẽ ăn thêm. Rồi ngày mai mình quay cho các bạn xem. Nếu mà không có nước á, thì không có nước vô á, thì xem thử nó còn được bao nhiêu nha. Rồi hôm nay là ngày thứ nhất mình điều trị tiêu chảy. Thứ nhất là mình chích cho nó một mũi, thứ hai nữa là mình trộn thuốc bột điều trị tiêu chảy nha. Thuốc bột này là chiên điều trị BAD, là dịch tiêu chảy cấp á các bạn. Thuốc này là trộn rất hay luôn nha. Những anh chị nào mà biết xài á là thuốc này rất là hay. Còn mà các bạn mới xài lần đầu á, nhiều khi các bạn trộn vô với liều cao quá heo nó không ăn, là các bạn nói thuốc này heo ăn không được. Khi mà các bạn đã xài quen rồi á thì thuốc này lúc nào cũng có trong chuồng chân, rất là ok luôn. Đây nè các bạn, nó mới vừa đi phân luôn nè, mình quay cho các bạn xem nè, mình canh để mình quay cho các bạn xem nè. Đó, phân nó tiêu chảy giống như vậy đó các bạn. Nó tiêu chảy là nó bắn ra luôn. Nên mình dùng thuốc đặc trị tiêu chảy này để nó hiệu quả hơn nha. Mình tiêm cho nó thì nó chỉ giảm một phần nào thôi chứ nó không bao giờ hết nha các bạn. Đó, nó đi phân giống như vậy đó. Còn những con khác là nó đi phân như vậy nè, đi phân cục nè. Bây giờ thì mình chọn thuốc bột này cho nó 1-2 ngày cộng với chích nữa, xem tình hình như thế nào thì mình sẽ quay cho các bạn xem nó khả quan hơn không nha. Đối với hai con này, hôm nay là buổi trưa ngày thứ hai nè các bạn. Bây giờ mình sẽ quay phân cho các bạn xem nha. Buổi sáng mình vô thì mình không có đem điện thoại, thì sáng nay chiều nay thì mình vô mình quay cho các bạn xem nè. Lúc sáng thì mình kiểm tra mình thấy phân nó hơi sệt sệt lại các bạn. Đây mình quay con bên đây nha.
Bên đây thì hồi sáng thì nó hơi sệt, chiều nay thì mình thấy nó hơi cục lại nè các bạn. Rồi tiếp theo là con bên đây nha. Con bên đây thì nó cũng đi cục lại nè các bạn, nhưng mà nó chưa có cục lắm đâu. Nó cũng còn sệt sệt, nó chưa cục lắm đâu. Lúc sáng là mình đã trộn một cữ cho nó rồi á. Chiều nay thì mình trộn một cữ và mình tiêm thêm một mũi nữa nha các bạn. Heo này là nó bắt đầu là đi phân cục lại nha các bạn. Mình chỉ trộn là 2 đến 3 ngày là đảm bảo là tiêu chảy nó sẽ đứng nha. Đối với những con heo mà nó bị tiêu chảy cũng vậy luôn các bạn, chứ không phải riêng gì con heo nái này đâu. Điều trị heo bị tiêu chảy thì đơn giản như vậy thôi các bạn. Quan trọng là các bạn có biết thuốc nào hiệu quả hay không để áp dụng liền. Nhiều khi heo chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta ra thú y, nhưng mà thú y đưa tùm lum thuốc hết trơn á, về chúng ta điều trị không được nha, điều trị không hết. Thì các bạn lưu ý vấn đề này. Mình biết thuốc gì hay á thì mình giới thiệu cho các bạn, sau này các bạn kiếm đúng cái loại thuốc mình giới thiệu á thì heo các bạn đúng mà đúng bệnh luôn, rồi các bạn kiếm đúng cái loại thuốc mình giới thiệu là sẽ điều trị hết 100% nha các bạn. Chứ các bạn đừng có ra thú y nó rẻ, các bạn mua đủ loại thuốc hết trơn á, về mà trị không hết mà con heo nó yếu nữa. Đây nè các bạn, heo mình buổi chiều là nó đi phân sệt lại nha các bạn. Mình trộn một cữ thuốc với mình chích một mũi nữa là nó sẽ hết nha. Đây là nó gần hết nha các bạn, nó đi phân sệt lại là khỏe rồi các bạn, yên tâm vấn đề đó đi. Đó, con heo mình là hôm nay mình trộn thuốc được 2 ngày nha. Phần hôm qua với hôm nay là khác biệt luôn các bạn. Rồi sẵn đây thì mình có một con lên giống thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mới luôn nha. Đây là có con lên giống nè các bạn. Con này là mình tách heo con của nó được 5 ngày nha. Hôm nay nó lên giống được 2 ngày. Các bạn lưu ý những con heo gạ khi mà lên giống nó chỉ lên thòng xuống và nó hơi ẩn hồng và nó hơi bóng hơn xíu thôi nha các bạn. Còn mà những con heo tơ là nó tròn bự. Đây bên đây là con heo lên giống. Con này là 5 ngày nè các bạn. Ở đây là con heo này là lên được 5 ngày nè. Nó đang xuống nha các bạn, nó đỏ hồng, nó chỉ thòng xuống thôi đó. Rồi con đang nuôi con nè các bạn, nó con đang nuôi con là nó nhỏ nè nha. Đây là nó lên giống được 2 ngày nha các bạn. Ngày mai là ngày thứ ba nha, ngày mai là mình xem coi buổi sáng hay buổi chiều phối được phối nha. Các bạn mới lưu ý vấn đề này nha. Nhiều khi mà heo mà tách bầy xong á, các bạn không biết á, là nó lên giống mà các bạn không biết luôn á, các bạn bỏ qua nước rồi các bạn phải đợi thêm 21 ngày sau nữa các bạn mới phối đó nha. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Mình chúc các bạn xác định heo lên giống được thành công và phối được heo đậu nhiều nha.